Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh KBiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật những tin tức hot nhất về các idol Hàn Quốc. Và ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé. Với Song Hye Kyo, cô thủ tiếp người làm việc thì hết mình, khi yêu thì cuồng nhiệt đắm say, nhưng một khi đã vứt bỏ thì cũng vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Thật vậy, nếu như không mạnh mẽ thì cô biết phải làm như thế nào khi liên tục gặp phải những chuyên chuyên trong chuyện tình cảm. Xinh đẹp, giàu có nhưng tình duyên lận đận. Trường hợp của Song Hye Kyo quá đúng với câu nói hồng nhan bạc phận. 22 tuổi, khi sự nghiệp có những bước thăng tiến vượt bậc, Song Hye Kyo gặp và yêu Lee Byung Hun. Với nữ diễn viên này, có lẽ đây là cuộc tình sâu đậm nhất, đáng nhớ nhất và cũng là đáng quên nhất trong đường tình của mình. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Lee Byung Hun từng được gắn liền với hàng loạt các danh hiệu như tài tử đào hoa nhất nhì K-pop, nam ngôi sao lắm tài nhiều tật, vân vân. Cuối tháng 8 năm 2014 vừa qua, Lee Byung Hun bất ngờ dính phải scandal. Điều này khiến cho nam diễn viên được gắn mác là tài tử trăng hoa nhất làng giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau hàng loạt bê bối tình ái chấn động, một người phụ nữ đã khiến cho Lee Byung Hun thay đổi và thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Và tất nhiên, người phụ nữ đó không phải là Song Hye Kyo. Một thời gian dài sau đó thì Song Hye Kyo gặp và quen biết Hyun Bin khi đóng chung trong phim truyền hình Thế giới họ đang sống vào năm 2008. Sau khi Thế giới họ đang sống đóng máy, hai ngôi sao vẫn giữ liên lạc với nhau. Đến tháng 8 năm 2009, Song Hye Kyo và Hyun Bin công khai hẹn hò và thành một trong những cặp đôi phim giả tình thật đẹp nhất châu Á vào thời điểm đó. Vào hôm 8 tháng 3 năm 2011, Song Hye Kyo và Hyun Bin chính thức tuyên bố đường ai nấy đi khi chỉ đúng một ngày sau khi nam diễn viên lên đường nhập ngũ. Nhắc tới Hyun Bin, người ta có thể kể đến hàng loạt những bộ phim vang danh như My Name is Kim Samsun năm 2005, Thế giới họ đang sống, Secret Garden. Và gần đây nhất chính là Hạ cánh nơi anh. Hiện tại, anh trở thành một trong những ngôi sao có thu nhập khủng nhất làng giải trí xứ Hàn. Sau này, Song Hye Kyo gặp Song Joong Ki và Hậu Duệ Mặt Trời, cả hai yêu nhau thắm thiết và tiến xa nhất với một đám cưới thế kỷ mà ai cũng phải ao ước và ghen tị. Tuy nhiên thì cuộc tình này kéo dài không lâu khi mà cách họ yêu nhau đến nhanh đi vội. Thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn khiến không ít người hâm mộ phải sốc. Theo nhiều người, cách cư xử của Hyun Bin sau khi chia tay Song Hye Kyo tốt hơn nhiều so với cách mà Song Joong Ki biến vợ cũ thành một người xấu xa. Bằng chứng là thời điểm Hyun Bin và Song Hye Kyo chia tay, cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng đối phương, còn Song Joong Ki thì lại khác. Theo truyền thông xứ Hàn, thời điểm ly hôn, Song Joong Ki là người đơn phương gửi đơn ly hôn khi chưa hề thông báo với vợ cũ. Và điều đó đã trở thành lý do đẩy cho Song Hye Kyo vào sóng gió, khiến cô nhận phải rất nhiều lời mắng chửi từ cư dân mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ và đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức mới nhất nào của Sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.